chân xem nào. Lại lấy cho mẹ cái ghế. Cái ghế lại đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Xem tay nào. Xem tay nào. Đưa tay đây. Không có gì ăn đâu. À, tí nữa mẹ cho con cái gì con ăn nhé. Đưa đây, đưa đây. Ngồi đây, ngồi đây. Đưa tay mẹ xem nào. Đưa tay nào. Nào, tập thể dục nào. Đưa tay lên. Đưa đây mẹ xem có thẳng tay không, mẹ bóp cho. Bóp thẳng tay ra nhé. Bóp. Nào, ngồi im nào. Giỏi thế. Mấy cái này cho cô à? Ơi không cắn nha. Cái này để đấm à? Đi khôn đấy. Đây, đưa đây, đưa đây. Rồi cô ngồi này. Đây, đưa đây mẹ đấm nha. À, chọc mông lên đây. Rồi, đưa đây. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống mẹ đấm cho. Nào, Mimi ngồi xuống đây này. Cô nằm lắc, cô nằm lắc, cô nằm lắc. Cô nằm sớm, nằm sớm, nằm sớm, nằm sớm. Đấm ở đây nha. Đấm ở vai à? Đấm ở đâu? Đấm ở vai à? Đâu, 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 ở đâu? Nâng lưng đây. Này, cháu lên đây. Nào. Đã không? Đã không? Cao không? Lên lưng đây này, lưng này. Đây, ra mẹ nắm ra. Đưa lên đây. Không đấm nữa phải không? Không đấm nữa phải không? Đấm nữa không? Từ đây, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống, đấm đây nha. Thích bóp hơn. Cái gì? Hét cái gì? Đòi cái gì? Hả? Này cho Mi đấm cho cô này. Mi đấm không con? À, đây đây mẹ đấm lưng cho Mi này. Nào, hết lượt con rồi, con tránh ra đi. Mi Mi, đưa đây Mi. Mi Mi, đưa đây. Cô ai đấm vào con hả? Rồi lên đây ngồi. Đã không?